cái gì? 100.000 mua được cá gì chị? Hay, đây có thể là cái dòng cá mà làm tôi bán một cách mệt mỏi nhất luôn. Này thì phải ép đẻ nè, rồi xong phải tốn cả khối trùng chỉ để nuôi nó từ đỏ hỏn cho tới lúc mà nó lớn, tầm khoảng 3-5 xăng thì mới đủ sức khỏe để ship cho mọi người. Thật ra nếu mà khúc này ai còn đang suy nghĩ là lóc vây xanh là dòng cá lóc dễ chơi á thì thay đổi giùm tôi đi nha. Vây xanh thì nó cũng có dis có đáp, nhưng mà mấy con tôi đang nuôi này thì gọi là dễ chơi nè. Còn mà nếu như mọi người mua lóc vây xanh mà bự chà bá bạ chà bứ ở ngoài thị trường ở đâu đó khoảng 30.000 một con, size từ 15, 16, 18, 20 xăng đồ đó, thì cái chuyện nuôi con cá có thành công hay không nó không còn phụ thuộc vào người chơi nữa, mà nó còn tùy vào nhân sinh. Cụ thể là còn tùy vào nó có chịu sống ở cái môi trường nước của mọi người không. Xui thì về là thối vây, xong nằm đái tuột nhớt bỏ ăn rồi đủ thứ kiểu hết. Cái việc mà mọi người thuần nó với môi trường nước máy của mọi người là cực kỳ khó, tỷ lệ đào thải cực kỳ cao luôn. Cá nuôi hộ kính với lại là cá dứt dưới sông dưới đìa nó sẽ khác nhau một trời một vực. Và nếu như mà tôi được bán lóc vây xanh mà không cần phải bảo hành thì chắc tôi cũng bán cái loại đó rồi, cần chi mà phải nuôi cho cực 2-3 tháng trời mới xuất ra được một cái con 3-5 xăng thôi mọi người. Cái nguồn nước nuôi cá của cái người sản xuất nó cực kỳ quan trọng trong cái việc là mọi người có thể đem nó về nuôi và thuần lại ở trong cái nước của mình sử dụng. Nên đó là cái đó, nếu như mà bất đắc dĩ phải chơi lóc vây xanh, thiệt là phải chơi lóc vây xanh thì nên đó, tôi khuyến khích là mua con của tôi đi để mà gọi là nhân sinh của mọi người luôn luôn được đảm bảo. Nhìn nó nhỏ vậy đó chứ cái cốt của nó trâu, thành ra là ai mà nghi ngờ nhân sinh thì tin tôi đi, tôi trải nghiệm nhiều lắm rồi. Và tiếp theo, 100.000 mua được con cá lóc cảnh nào nữa? Đương nhiên ứng cử viên sáng giá nhất trong cái đợt tiếp theo này là tôi sẽ đề xuất cái con chân trâu đen hay còn gọi là Black Galaxy. À mà nói 100 chứ nãy giờ mấy con tôi giới thiệu là không có con nào tới 100.000 đâu nha mọi người. Thì cái con chân trâu này nói chung là nó đã quá nổi tiếng trong giới lóc cảnh rồi. Kiểu như mà vảy rồng vàng nổi tiếng số 1 thì nó cũng là nổi tiếng số 2 vậy đó. Ưu điểm của nó là đương nhiên về giá thành là không có con nào cạnh tranh lại nó hết trơn. Nhưng mà mọi người đừng có thấy rẻ mà chê người ta. Đây đây đây, vẻ đẹp của chân trâu đen đây. Khúc này là mê rồi chứ gì, mê rồi phải không? Tôi đánh giá cao cái dòng này là về mắt size nữa. Chuyện là nó đẹp ra thì mắt size của nó đâu đó dao động từ 30 cho đến 30 mấy xăng là hết cỡ rồi. Và cái dòng này nó cực kỳ thích điều kiện khí hậu của Việt Nam nha, nên là vừa an toàn mà vừa rẻ thì đó. Top 3 trong cái bảng là 100.000 mua được gì thì đây, phiên bản đột biến của một cái dòng lóc bông và tên đầy đủ của nó là bông xanh thích. Cái này thì nó khác với đột biến albino nha mọi người, phân biệt là con mắt của nó vẫn màu đen chứ không phải màu đỏ. Dòng này thì đặc điểm là ăn tạp, ăn nhiều nha, kích thước mắt size của nó hơi bị to á. Còn về mức độ dễ nuôi thì cũng được, tại đối với những con mà bơi tầng trung đương nhiên nó sẽ không thể nào mà khỏe mạnh bằng mấy con bơi tầng đáy. Thành ra là nuôi tụi này chịu khó để ý một xíu là được. Và với mức giá chưa tới 100.000 thì sở hữu một em lóc xanh thích như này là quá đẹp rồi. Tiếp theo nữa thì 100.000 sẽ mua được cái gì bên shop tôi nữa? Thì đương nhiên là còn ai ngoài mấy anh cá beta nữa. Tôi nói mọi người nghe nha, tranh thủ cái lúc mà beta đang giảm nhiệt như vậy nè thì cái giá của beta đang cực kỳ mềm luôn. Tôi nói mềm nhất từ trước tới nay luôn, không bao giờ có cái giá nào. Cho nên là tranh thủ những người khác đang chán chơi beta thì bây giờ mình chơi đi mọi người. Đó, mình chơi đi thì khúc này mình lợi nhất. Tụi này ưu điểm thì thật ra là nó thu hút mình bởi cái màu sắc với lại là tập tính của tụi nó cực kỳ sung. Giống như mà mọi người chơi cá lóc được thì mọi người chơi beta cũng rất là ok. Và tới đây mọi người biết tin gì chưa? Thì lúc gà là sao, những cái đơn hàng online của tôi đã bắt đầu cho những cái sự ưu ái dành cho những khách hàng chuyên offline của tôi. Thì bình thường ngoài cái chuyện là mọi người mua offline bên shop tôi là được giảm 10% là cái điều hiển nhiên. Thì lần này tôi đã có một số cái dòng cá chuyên cho bán offline thôi, thì cái giá mà người mua của tôi chỉ cần từ 3 sản phẩm là đã được giá xỉ. Giá gần như là giảm xuống còn có phân nữa. Và so với cái thị trường mà cá cảnh hiện tại ở Cần Thơ thì đây, tôi đảm bảo là siêu sale, siêu mềm, giá xỉ tận gốc tận xưởng đồ đó là nó hết đó. Cho nên là với 100.000 thì mọi người mà mua cá thủy sinh bên tôi chắc là phải là đem túi ba gang theo mà đựng. Và đây, nói chung là mua cái gì, mua dòng gì, mua bao nhiêu tiền thì mọi người đừng có quên cái combo là nước sâm và vi sinh nha. Với châm ngôn là tôi không thích chơi thuốc, thành ra là bộ đôi này cực kỳ quan trọng đối với tôi luôn á. Nước sâm thì giúp tăng đề kháng cho cá nè, giảm stress. Còn vi sinh thì giúp làm trong nước nè, diệt những vi khuẩn có hại cho cá. Và quan trọng là cái bộ đó cũng không tới 100.000. Tóm lại là mua đi. Yes. Bởi vậy với 100.000 mọi người mua được nhiều thứ bên shop tôi dữ lắm. Cho nên nhớ mua nha.